cái này bao nhiêu như cân với người kia là nặng bao nhiêu cân nhẹ không phải thế mà ta quan sát. Ví dụ như thế này gọi là nhẹ này, đây như thế này gọi là nhẹ này, với độ này thì cả nhà nhìn nhé, rất là tĩnh nhé. Thế nhưng mà cái cơ chuyển động này, cơ chuyển động nó không tạo sóng nổi lên mà vẫn chuyển động, cơ chuyển động rất nhiều dưới ngón tay thôi. Cái da nói cái da phải tĩnh, đây cơ chuyển động. Nhưng nếu mà mạnh lập tức là ta ấn xuống cái này và nó chuyển sóng này, này đây mới là mạnh. Đấy thì đối với từng người thì khác nhau, thì ta chỉ cần căn cứ vào cái cơ đấy, mức độ nổi lên, mức độ chuyển động để ta biết là nặng nhẹ, chứ không áp dụng chung với tất cả mọi người. Ví dụ như câu này với câu này nhé, là chữ nhẹ. Chữ nhẹ là gì? Chữ mà ấn nặng cũng phải là bình thẳng thôi. Bởi vì chúng ta học rồi, cái chữa về thần kinh, thể dịch bao giờ phải chữa nhẹ, chữa nội tạng, chữa vừa đúng không? Chữa vận động, chữa mạnh. Thế thì như thế này thì nếu chỉ làm như thế này thì lại là thành mạnh mất rồi, là chữa vận động mất rồi. Với con hơi cúi này. Đấy. Sợ là nó cái nhẹ nhàng đúng không? Thì tay nhiều người cong được thì rất đẹp. Thế nhưng mà nhiều người không cong được thì tay tôi không cong được. Thế như làm thì từ sụp cái này là tao bị tẩy. Thì ta không phải ta bẩy cái bộ sợi đấy, không phải ta bẩy cái bi bẩy lại này mà ta trượt cái đứa này vo đi vo lại như ta vo rửa đũa bản chất ta đấy để tách ra, chứ ta không mang chất là bẩy nó lên thì cho nên ta phải để này đấy. Đây là sợi đây là chỗ này phải đến đây không đấy. Khi chữa ở cổ thì ở nhà có một số anh chị là ta chưa có điều kiện có cái ghế chuẩn thì đầu ta sẽ lắc lư. Trên khi chữa ở cổ là phải có một con tay giữ, ta chữa đây này. Không được bắt thì cũng đặt ra cũng đây nào nhé. Và đây, quân người ta nhiều lúc kể bản thân tôi, nhiều lúc cũng làm này. Nhưng cái làm này là chỉ để giải cơ, không phải để chữa. Anh chị biết tại sao? Bởi vì sợi, đây là những cái cơ gì? Đây là những cơ bám ngay đầu, hoàn tít này, nó có 6 sợi chạy dọc này, như cái lan hoa đúng không? Thế nếu 6 sợi mà ta vuốt cái này thì nghĩa gì? Ta chỉ có trượt nó lên, nó để lên đầu gai sống. Ta không vo được cái này, mà ta chỉ có vuốt đây này thì